Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, đó là làm thế nào để có thể làm nhẹ file đi. Tại vì có rất nhiều cái mưa. Chủ đề của ngày hôm nay nó chính là làm như thế nào để video nhẹ hơn mà vẫn nét. Nén video lại nhẹ hơn mà vẫn nét. Vậy thì tại sao cần phải giảm dung lượng nhẹ video? Hồi xưa thì mình không nghĩ tới việc này đâu, nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy nó thực sự rất là cần thiết. Đầu tiên nhá, nếu mà bạn là một YouTuber hay là một cái người cần upload video lên các mạng xã hội như YouTube, Facebook hay là Instagram, thì gặp phải những cái mạng internet bị chậm. Up một cái video khoảng 1GB, chờ khoảng độ 3 đến 4 tiếng mà lâu lâu nó ngắt một cái thì... Nên là nếu mà chúng ta nén nhẹ lại chỉ còn khoảng 200-300 MB thì upload lên nó rất là nhanh và an toàn. Và những cái mạng video như là YouTube, Facebook hay là những cái mà cho lưu trữ video ấy, thông thường khi mà bạn upload một cái file lên thì nó đều nén nhẹ lại. Để làm gì? Để cho người dùng xem cho nó nhanh á. Cho nên là cho dù bạn upload cái video nặng đẹp hết cỡ lên trên cái nền tảng đó thì nó cũng giống như là upload một cái video mà vừa đủ chuẩn. Cho nên là chúng ta hãy nén video vừa đủ chuẩn để mà tải lên thôi. Một trường hợp nhỏ khác là bạn cần gửi một cái file demo cho khách hàng mà mạng của bạn thì không nhanh hay là cần gửi gấp thì các bạn buộc phải nén video lại nhẹ gửi càng nhanh và kịp công việc. Một cái lý do nữa đó là ổ cứng của bạn chứa quá nhiều video và các bạn bị đầy. Video thì có thể các bạn tự quay hoặc là tải những cái video các bạn muốn xem về, tải nhiều lưu trữ thì nó đầy ổ cứng và chúng ta có thể nén lại để lưu trữ được nhiều video hơn. Thôi làm nan quá thì bây giờ quay lại cái cách để mà nén video lại bằng một cái ứng dụng có tên là Handbrake. Handbrake là một cái ứng dụng mảng nguồn mở. Và nhớ là nó hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể truy cập vào trang handbrake.fr của Frank để tải về. Và nó hỗ trợ nhiều nền tảng lắm. Trang chủ thì nó hỗ trợ cho Mac, nhưng mà các bạn dùng Windows á, thì có thể tải tất cả các phiên bản cho Windows này, hay Linux luôn, 64 bit hay Portable đều được ha. Ok, tải xong rồi, thì bây giờ nén nhẹ video như thế nào? Thì đơn giản cực kỳ. Bật phần mềm lên, Handbrake, ok. Mới đầu khi mà bật phần mềm lên thì nó bảo là bạn muốn nén cái video nào thì chọn luôn. Còn nếu mà không lỡ tắt á, thì ấn vô open source đây thì nó lại chọn. Thì ở đây mình có một cái video là video 6 giờ nặng 2GB, 2,9GB. Open, nó sẽ load vào phần mềm Handbrake. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái định dạng ở đây này. Cái preset này là cái những cái mà nó đã lưu trữ rồi. Ví dụ như là các bạn muốn up lên YouTube định dạng 1080 thì chọn đây này, web này, Vimeo hay là General này, fast 30 frame. Đó, được chưa? Hoặc là các bạn có thể tự tạo một cái thay đổi ở đây. Các bạn có thể chọn là MP4 hay MKV. MKV là cái định dạng mà các bạn hay download ở trên YouTube về hay thấy nó hay là đuôi MKV á, thì ở đây các bạn có thể nén luôn thành MKV, một cái định dạng website phổ biến. Nhưng mà thông thường thì mình vẫn dùng YouTube để mà xem được trên máy cho nó dễ. MKV nó không tua được. Rồi cái tiếp theo là các bạn sau khi chọn này ha, hoặc là chọn file đây, thì chúng ta sẽ xem tiếp các tab ở đây. Các tab ở đây thì thực ra là không cần xem gì hết á. Dimension là 1080 thì chọn theo cái này này. Ví dụ các bạn thay đổi là 720 thì ở đây nó thành 720. Được chưa? Còn không thì tự thay đổi lại 4K thì các bạn tự điền vào 4K nhá. Nhưng mà nén lại thì để cái độ phân giải nhỏ thì nó sẽ nhẹ hơn. Filter thì bỏ qua. Video, audio, subtitle, chapter thì chỉ quan trọng đến một cái tab video thôi. Tại vì audio thì cứ để mặc định đi. Còn video thì có hai thứ. Một đó là H264, H265 hay là MP4. Cái này nếu mà bạn hiểu thì chọn, còn không thì cứ họ chọn H264. Được chưa? Và frame rate. Frame rate ở đây á, nó có một cái tùy chọn là same as suột. Để suột mình 24 á, thì mình nén xuống vẫn là 24 khung hình trên giây cho nó chuẩn nha. Chọn cái same as suột. Rồi, cái thứ hai là cái quality, cái không phải thứ hai mà là thứ gì đó, là cái content quality, RF là chọn số bao nhiêu. Thì các bạn chỉ vào đây các bạn sẽ thấy nè. Đó, nó sẽ bảo là xem ở đây Adjust quality strike to the right. Kéo qua phải á, thì là tăng chất lượng, còn kéo qua trái á, thì là nén giảm chất lượng. Thì các bạn chọn cái tùy chọn nào á, thì thường thì người ta để chọn ở giữa thôi, đó là 22 50/2 bằng khoảng 22 2.5. Và cùng là chọn cái tên, đặt tên. Cái phần mềm này lưu ý là khi mà các bạn add vào thì cái tên của cái file này chính là cái tên nó render ra luôn, cho nên nếu mà các bạn bấm render thì nó sẽ ghi đè vào cái file cũ, cho nên nhớ là đặt tên. Ví dụ chỗ này mình ghi là rf22.5 thì mình đặt là rf22.5, được chưa? Sau đó bấm start là nó sẽ bắt đầu render, được chưa? Stop, ok, stop lại. Nhưng mà có một vấn đề là nếu mà các bạn muốn render ra nhiều, đặt render một lần 100 file chẳng hạn, thì các bạn cứ add vô, xong các bạn add queue, có nghĩa là đây, được chưa? Add to queue. Ví dụ ở đây mình có rf22.5 này thì mình add to queue, có nghĩa là mình add vô cái danh sách chờ để mà mình có thể render hàng loạt, được chưa? Và ví dụ ở đây mình tiếp tục, mình chọn chỗ này là 51 đi, 51, ok, add to queue. Thì cái queue của chúng ta sẽ có hai cái phần, và chúng ta bắt đầu bấm start thì nó sẽ render lần lượt, được chưa? Đơn giản vậy thôi. Công việc của chúng ta tiếp tục chỉ là bấm start, sau đó ngồi chờ. Xong rồi. Ok, anh em nhìn trên màn hình đây là kết quả sau khi mình render. Thì cái 61RF này là cái file gốc, dung lượng của nó là 2GB và độ phân giải của nó là 4K. Và sau khi mình nén xuống 1080 thì dung lượng của nó giảm gấp 10 lần, có nghĩa là nó chỉ còn khoảng 200MB thôi. Và nếu như chúng ta tăng cái RF lên á, thì tất nhiên nó sẽ mờ hơn. Ví dụ như ở đây nha, file gốc này, thấy không? Nó ok, nó nét. Còn đến file nét ở 22RF nó vẫn nét, nhưng mà khi mà chúng ta tăng lên tới 40RF thì bắt đầu nó bị nhiễu đó, nhìn nó bị răng cưa. Và nếu mình tăng lên tới 51RF là cái chuẩn nén cao nhất, là nhẹ nhất đó, thì nó hạt như thế này. Thì các bạn có thể thấy là tùy vào cái nhu cầu của mình. Ví dụ như up lên Facebook đó, thì mình nghĩ là cái khoảng từ 22 cho tới 30 nó sẽ là khoảng ok, 22 cho tới 30RF. Còn nếu mà các bạn muốn chất lượng cao đó, thì nén vừa vừa thôi đó. Tùy vào nhu cầu của bạn, mình nén ở mức nào cho nó phù hợp. Còn bản thân mình cho rằng cái mức ok nhất đó là 22RF. 22RF là cho kết quả ok nhất. Ok, vậy là hết rồi. Đơn giản cái tip trick của mình thì là nén bằng phần mềm Handbrake. Và hy vọng rằng cái tip này sẽ giúp anh em có thể upload clip nhanh hơn, có thể giải quyết được cho anh em một số cái vấn đề liên quan tới việc dung lượng file quá lớn chuyển thành nhỏ. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Hey, hôm nay mình sẽ review cho anh em quy trình thay tả.